Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một số mèo và thủ thuật trong Photoshop mà anh em thường ít sử dụng Cái đầu tiên Anh em thấy trong Photoshop có một số cái mình làm cho vui thôi Ví dụ ở đây Anh em thấy một số người có một trái chuối ở đây Một cái cần trái chuối Thì bây giờ muốn hiển thị trái chuối ở đây cho vui Thì anh em kích chuột phải Chọn Edit Toolbar anh em nhận chữ đóng này nhưng mà phải dự thêm phím ship ship nha ship đông đóng cái này đó thì nó ra cho chuối được chưa cái này thì thao tác vui thôi hoặc anh em vào cài đặt nhấn control k phần uh, giao diện user interface ở đây bạn muốn hiển thị miếng bánh mì sandwich hoặc là một ly cà phê anh em chọn chữ ship internet kích vào được chưa giữ control kích vào nó sẽ thay đổi đó thì cái này cho nó vui thôi nha rồi bây giờ tiếp theo những cái ở trong này mới quan trọng này bây giờ mình sẽ thao tác control l để mình chỉnh ánh sáng level á thì bây giờ bạn kéo ở đây cho nó sáng lên ảnh hưởng vào các cái vùng sáng nhưng mà bây giờ bạn muốn thấy nó ảnh hưởng vào khu vực nào bạn giữ cho mình phím internet và bạn kéo thấy không thì nó sẽ ảnh hưởng lên khu vực nào là mình sẽ thấy gì internet nha đó ví dụ này mình sẽ điều chỉnh vùng tối nha thấy không mình thấy tóc nữa mình thấy tóc nữa mấy cái này nó đen đến đen thì nó sẽ ảnh hưởng này bạn thấy không? Đó. Đó là một thủ thuật mèo tiếp theo. Tiếp theo mình dùng brush. Thì brush này bạn muốn tăng size lên hoặc tăng độ nhoe của nó lên, bạn kích chuột phải. Đúng không? Bạn tăng size lên này. Hoặc là bạn nhấn phím màu ngọc vuông hoặc đồng ngọc vuông. Thế bây giờ mình có một mèo nữa. Mình sẽ giữ phím internet và bạn kích phải chuột. Được chưa? ban kéo quát trái hoặc có phải thì cái trái nó bừ lên ban kéo chuột lên hoặc xuống thì cái đồ hạt nét là cái đồ à, nhoe xung quanh nó sẽ có tác dụng đưa qua phải đưa qua trái đưa lên đưa xuống và giữ internet và kích chuột phải giữ chuột phải ngay rồi ví dụ bây giờ mình sẽ copy ra thêm một file nữa hiện tại mình có hai cái sổ và ví dụ ở bên phải mình sẽ cho nó đầm hơn ví dụ khách hàng hoặc sếp muốn mình xem so sánh thì ví dụ mình di chuyển từng bộ phận một ví dụ người ta nói là xem ở cô gái này hoặc xem ở mình những phần to hơn thì bạn dự ship Z này Z là dũng nha Bạn giờ ship và kích vào cái Thì hai bên nó sẽ Di chuyển cùng một lúc Bạn giữ ship Giữ space Bạn di chuyển Thì nó sẽ Cho mình xem hai bên cùng một lúc như thế này Đó Rất tuyệt lợi Đó Rồi rồi tiếp theo để xem có gì nữa không Có một cái nữa ví dụ bạn chọn một cái vùng tròn như thế này đi Được không? Rồi bạn muốn chọn feather bao nhiêu đó Thì bạn thường thường nhận phim ship F6 Nhưng mà bây giờ bạn muốn nhấn á Bạn chọn ở trên này Feather bao nhiêu phần trăm Thì thấy vì bạn kích vô đây Mà nó mất công phức tạp Thì bạn sẽ làm như sau Bạn enter cái nó sẽ từ nhảy lên cho mình đến ví dụ mình nói 50 phần được không Enter cái nó sẽ kết thúc muốn thay đổi Enter cái nó sẽ từ nhảy vào tất cả thân trên option này anh em chỉ cần nhấn Enter cho nó có thông số nó sẽ từ nhảy lên ví dụ anh em này tố một màu nào đỏ trên này Tôi lên đúng không Tôi lên này nhưng mà mình muốn lấy lại đấy không phải là mình tố khác lấy giờ mình tố cùng lấy giờ nhưng mà mình muốn lấy lại mình chọn history này nha history brush đó mình sẽ lấy lại này đúng không nhưng có một số trường hợp bạn thay đổi kích thước như thế này rồi đó thì ví dụ bây giờ bạn làm lại b brush bạn dùng history thì bạn lấy lại không được thì cả history này bạn vào uh, edit này phiếu này số ra này history này nó bị ẩn hoặc không dùng cái này được lý do không dùng được đó là ta đã thay đổi kích thước này thân ra nếu mà anh em cái tôi dẹt lại để cái thước ban đầu thì mình làm được vô tư thì có cách nào để mình thay đổi kích thước nhưng mà mình sẽ lấy lại được không? bây giờ mình lấy này, mình cái thay đổi cái thước này được chưa? thì muốn muốn lấy lại được thì mình phải chụp cái bản này làm bản màu, mình vào history hình ban đầu nó nằm ở đây và hình bây giờ nó nằm ở đây, thì mình chụp một bản màu ở đây, kích vào cái thì nó hiện thị ở đây, bây giờ mình chọn vào đây rồi bạn phải chọn dưới này và nhớ click vào đây nha Đó Thì mình sẽ làm được này Đúng không Cái này ban đầu này Đúng không cái đây ban đầu thấy có gái đấy không Nhưng mà cái thứ hai mình cho nhỏ vào đấy Thì mất cô gái rồi đấy Nhưng bây giờ mình bôi lên Nhớ ngay đấy nó chỉ có một layer này Đó và bây giờ mình dùng cái history này Mình lấy lại được, được ok Rồi vấn đề tiếp theo Ví dụ anh em đang có một vùng tròn như thế này Đúng không Rồi sau đó Anh em với mặt đỉnh đây Anh em kéo lên nó sẽ mất hình Bây giờ anh em muốn Là mình sẽ kéo vùng tròn này đi Thì anh em sẽ tròn vào Một trong ba công cụ tròn này Một Hai Ba Thì bạn sẽ kéo đi được Bạn không tròn cả một tên đấy nha làm mình sẽ kéo hình này đi rồi khi bàn phòng to lên mình thấy rất nhiều anh em làm hướng dẫn mà khi phòng to lên như thế này để như thế này mà làm hướng dẫn được thì mình cũng thua ngay khi nhỏ lại này thì mình không thấy gì này khi người ta phòng to lên này đó thì cái này nó cho mình xem được chế độ pixel nhưng mà để như thế này làm nó không chuyên nghiệp và nó vướng thì mình có thể tắt cái này đi mình chọn view show picture so good đó nghe rồi có một cái nữa là ví dụ mình drop hình này nhưng mà có nghĩa là mình cắt xén hình này nhưng có thể lấy lại, lại được thường thường anh em kéo như thế này đúng không thì ngoài này phần dưới này này nếu anh em chọn delete ở đây kích vào đây thì anh em không thể lấy lại, lại cái phần ngoài này được được không? Bây giờ này kích vô này Nó mất luôn Thì cái này mình không muốn mất á Thì mình phải bỏ kích đây Đó ví dụ mình kéo này Được chưa? Đưa vào đây Mình có thể lấy lại like được này Đó anh em chú ý cái này nhé Rồi Một cái nữa Ví dụ mình viết trừ này Nha. Mình viết chữ như thế này mình muốn tô màu nhanh mình không muốn dùng ép ít này mình không muốn dùng FX ít này. này mình muốn tô màu nhanh thì anh em bôi vào và tô màu thì mình khuyên anh em nên tô màu ở phía trên thân hấp sân này không tròn bên này tô màu vì sao vì mình kích vào đây này thì cái này nó bị bôi đen mình không tô màu mình không thể trực quan được còn mình chọn trên này thì nó sẽ thấy trực quan được đúng không Thế còn mình chọn phía bên này là không thể trực quan được nha Ok Đó Thì tạm thời á Mình chỉ cho anh em một số mèo và thủ thuật Giúp anh em thực hiện tốt hơn Mình sẽ tổng hợp Và mình sẽ làm nhiều video về mèo và thủ thuật cho anh em Rồi xin cảm ơn anh em Anh em nhớ đăng ký subscribe nha Đồng thời like comment Chia sẻ giúp mình Xin cảm ơn anh em